possible dành thời gian đi quanh thành phố Hà Nội chỉ để đưa cho em cốc trà sữa. Và em không xưng anh em gì cả, em chỉ xưng tôi với baby thôi. I wanna be a weekend lover. Yeah, I'ma be the best damn lover you got. I wanna mess up your covers. Mình cũng không có điểm xấu gì cả. Bởi vì em nhìn vào những nhược điểm đấy để thay đổi. Fit Daily, cà phê thật kết nối thật. Fit Daily, đơn vị đồng hành kết nối cùng Rap Việt. Sáng mở mắt tinh mơ. Hôm nay sẽ là một ngày mới phải quay sang để hôn người yêu một bát. Thì mắt nhờ mồm bắt ngày. Wow. Ôi, vâng. Ôi mọi người, cái cảnh đấy đáng sợ lắm. Một con ma. Khoảng thời gian đầu em rap rất là tệ. Mọi người nghe demo ai cũng bảo là thôi em đừng rap nữa. Em không đừng rap nữa, nó không hợp với em đâu. Em không thuộc hình mẫu lý tưởng của Sidy. Anh chị em họ hàng trong gia đình là những người học giỏi hơn em. Em không có gì để chứng minh à? Em mà dẫn possible về nhà chắc em nghĩ bố em chấm là không việc. Fin Daily, đơn vị đồng hành kết nối cùng Rap Việt.